Báo cáo tại hội thảo cho biết, từ năm 2019 đến năm 2022, toàn tỉnh đã giới thiệu hơn 8.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có hơn 2.900 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chiếm tỷ lệ 64,7% so với tổng số đảng viên được kết nạp mới trong toàn đảng bộ. Tuy nhiên, số lượng đảng viên mới kết nạp trong toàn đảng bộ 4 năm qua đạt thấp so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra và cũng chưa đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tỷ lệ đảng viên được kết nạp từ đoàn viên ưu tú chưa đạt 70% theo yêu cầu nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8. Trong đó, công tác phát triển đảng từ đoàn viên, địa bàn dân cư và trường học còn gặp nhiều khó khăn. Các tham luận của cấp ủy đảng và tổ chức đoàn tại hội thảo cho rằng, do những nguyên nhân khách quan như xu hướng phần đông thanh niên đi học tập, làm ăn xa, một số đoàn viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, chưa xác định đúng động cơ, mục tiêu phấn đấu. Ngoài ra còn có sự quan tâm chưa đúng mức của cả cấp ủy đảng và tổ chức đoàn trong việc ra soát, giới thiệu đoàn viên ưu tú, công tác tạo nguồn đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của đảng. Trong đó, phát triển đảng viên ở địa bàn khu dân cư và đảng viên tuổi 18 là một trong những nội dung quan trọng trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị phải làm sao nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên khi vào đảng, xác định lý tưởng vào đảng để cống hiến cho quê hương, đất nước. Trong đó, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời xác định các giải pháp có tính đột phá thảo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và đảng viên tuổi 18, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đảm bảo tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm trong toàn đảng bộ và từng địa phương, đơn vị đạt từ 3 đến 4% tổng số đảng viên theo yêu cầu của nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.